Trời ơi nha kìa, ai cái này cái lưỡi của nó nè. Ui yeah, nó anh đang chơi trốn chưa? Rồi ăn anh luôn. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Pami. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Pami sẽ chơi cái trò Hunter's House, ngôi nhà bị ma ám. Mình và Pami. Ủa, hai thằng đang làm gì vậy? Rồi bị ám rồi, tao mày dính chung rồi. Đây là quái Ôi quá trời heo, ủa đang làm gì? Nhìn kinh quá. Ok thì bây giờ thằng Pami sẽ đi thám hiểm cái ngôi nhà này, hiện tại bây giờ đâu con đường nào để đi đâu. Nhìn là biết. Nhìn biết là đi thám hiểm rồi. Hái kinh không? Kinh dị không? Coi kìa. Gì? Ồ, ngôi nhà kìa, mắt mũi miệng kìa. Ờ, có thấy mà. Ra đi 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 đi. Một hai cái chừng bị dướng cái răng. 1 2 3. Ờ vô đại đi có gì đâu. Ủa, vô. Ê, trong đây sáng sủa hơn mình nghĩ. Ôi, hú hú hồn. Vô rồi. Ui, ôi mém nó là đụng rồi. Cái gì? Rồi, trong đây có thể là sáng sủa hơn mình nghĩ nhờ. Ờ. Sủa sáng chân à. Lo nhảy đi nhanh. Rồi. Game này không biết có cổng cộng bao nhiêu sky nữa, nhưng mà theo như mình thấy là nó khá là nhiều ấy. Có con thằng đi tới level 26 luôn rồi kìa. Wow. Cẩn thận nha, nhảy thẳng quá luôn. À. Ui giặc, ui khúc này khó, khúc này căng à. Cẩn thận nha. Khúc này nó hơi nhỏ đó. Ủa ăn hành rồi. Vãi thật. Thôi từ ra lại. Ok, bị ăn hành giờ nhảy lại. Đợi xíu nha mày. Qua nhanh đi. Yên tâm, tao bắt cua như một cao thủ đây. Ủa ơi, mỏng quá vậy. Rồi, ok đi kiếp thôi. Rồi, yeah. Yeah, cỡ được cây thứ 5 rồi. Ủa, cái gì vậy? Wow. Nhà này có vẻ, cái biệt thự này có vẻ như khá là bự ấy. Khá là bự, mà khá là nhiều cần nữa. Ủa mày đâu rồi? Sai quá tay vậy, sao bước vô cái cửa nó không có cho tao qua màn khác vậy? Rồi, qua rồi kìa. Là ba mày nhìn giống mày cục thịt bò vậy ông ơi. Gì cục thịt bò? Mày có bị lộn. Nhìn cái dưới mày cục thịt bò ở trong Tom Jerry á. Nếu như nó đứng yên thì còn may ra những biết được nó lủng lẳng cái gì mà sao mà mày kêu nó cục thịt bò được. Rồi, đi qua nhanh luôn nha, đi. Rồi. Trời, cái nhà nó bể mà nó bể cũng ngộ ha. À. Ừ. Ui. Ôi, nhìn ca. Thang xây lên làm gì ta? Đó, cái cầu thang đó thấy không? Thấy bá đạo chưa? Không biết nào xây nữa. Mày với ai? Tao mà xây cái này hả? Đùa. Trời ơi, nhà này bị... Ý tao nói cầu thang mà xây mà đi nguyên vòng tròn vậy. Cái sảnh ở dưới làm gì sao không thay xây phòng này nọ, hiểu không? Đi ra vòng nguyên vòng tròn. Thì nó rảnh mà. nó rảnh mới bắt mày... Ủa? Cũng phải nói ai cái gì vậy? Ủa sao ra được có bên ngoài đường rồi? Ủa? Mình đang ở ngoài đường, ấy ngoài vườn hả? Ngoài... Không, bị ám ở cảnh khác rồi đó. Ao, ăn hành rồi. Đợi bị, xíu. Bị cái đầu biến ngon. Thì cần chứ, nhảy mà nhảy chưa hết. Nhảy lên đá mà cũng bị té nữa hả? Ờ. Ủa cái này nó làm sao á, là mình nhảy quýu tay. Trời ơi, thì cần chứ chết mạng oan uổng ghê luôn. Rồi, ok. Ủa, đi chưa? Ủa, mày đâu rồi? Ủa sao tự nhiên có đang đi, hồi coi quay lại, con không thấy mày đâu hết trơn vậy? Where are you now? À, thấy rồi. I'm here. Thanh niên ăn chết hoài. Không biết, nói gì nói chứ thằng Pami là nhiều mạng nhất luôn á, cỡ gì nó chết nó cũng sống lại được. Chú yên lặng nè. Qua chưa? Rồi, đi tiếp. Cái lần phát mà hay à. Hả? À, qua tới rồi, tới rồi. Rồi, ok, có qua được rồi nè. Rồi, đúng rồi. Rồi, mày nhảy sao mày hồi mày chuột chân mày té sao mày lờ luôn á. Ê. Cẩn thận. Á, lộn, mém xíu nhảy lên cái đầu biến ngô rồi. Gì vậy? Đây, đừng. Hai cái đầu biến ngô đẹp quá, tao tính nhảy lên mà tao nhớ ra mày nhảy biến ngô mà nhảy cua. Bậy, mày nhảy vô đó là mày chầu luôn á. Ôi, xin ngủ mà không ơi. Đúng rồi, ôi, hay quá, qua được rồi, đi. Sao mà đi, hồi vô nhà lại đi, cua toàn dách tường. Ui, con ma kìa. Ôi, God. Con ma. Ma là God đó. Ừ, nhưng mà coi thích kêu con ma. Qua chưa? Ý. Rồi, cậu qua được rồi nè. Ủa đạn chụp lắm luôn rồi. Rái thật lên đi, Pami bị con ma hù mới chịu chứ ma ám luôn rồi. Skill của Pami đó là đi như một vị thần, mày coi là 1 2, 3 và chết. Ừ, mày đi như một vị thần mà mày chết như một thằng đần. Mới vừa nói xong mà. Biết mà, đi như một vị thần mà chết như một thằng đần. Nói nó bậy nó bạ. Qua chưa? Rồi.
Giả cho mặt mày phải không? Bóp bóp phải không? Không, tại tao thấy mấy con ma này dính xuống nên tao chơi chung nó đó ba. Rồi, ok, cuối cùng hàng hàng thanh niên Vami nó cũng giác sát qua được bên này. Đi tiếp. Ôi, cái lưỡi gì á? Cái lưỡi gì? Cái lưỡi dao á chứ cái lưỡi gì? Mày thấy cái màu cái màu nâu này là cái gì không? Dạ, cặt đá. Hả? Hả không? Bơ đậu phộng á. Sô cô la mày. Bơ đậu phộng sô cô la nào mà màu lạc vậy? Mày đùa à? Ôi, trời má nhảy vô. Ôi cái gì vậy? Ôi bí ngô kìa. Ôi. Cái gì? Bí ngô nè, bí ngô nè, bí ngô ác quỷ nè. Ngáo vậy ba. Hả? Bí ngô ai nhìn ngáo vậy? Coi sao có thấy mặt nó cũng ngáo thấy sợ luôn á. Thôi đi vô đi. Hết đường rồi. Hãy xông pha vô miệng nó. Yeah, tao vô được rồi nè. Mày đâu rồi? Đi vô. Rồi, ơi nha. Ê cái này cái lưỡi của nó nè. Ui, yeah. Mày đang chơi chưa? Rồi, ăn hành luôn. What the hell? Trời ơi, chết luôn mới chịu chứ rớt xuống cái hồ axit. Nó cài với thời gài luôn á. Ồ mày cũng chết luôn hả? Ôi, cái móng tay kìa. Cái móng tay kìa. Ê, cái móng tay có cục mụn, coi biết chắc chắn luôn, đây là cái móng tay của một phù thủy. Ê, móng tay nó mới móc cái gì không, nó còn dính nguyên cục ướt mũi lên kìa. Cục mụn á. Không, nói chung nó chán ra nó là cục ghẻ. Ghẻ ghẻ gì màu đó ba. Nhưng mày mới chứ mày muốn ghẻ nó màu gì? Cục đó là cục ướt mũi á ba, cục ướt mũi á. Bây giờ chơi nè, chơi đi thẳng luôn nha, không nhảy nha, đi thẳng á. Ghê vậy, ghê thật. Đi thẳng á, đi thẳng á nha. Đi thẳng đi, đó, đi thẳng đi. Mày đi. Nè, đi thẳng nè, không nhảy nha. Đó, đó, hay chưa, thấy ghê không, thấy ghê không? Ừ, sao chỗ đó mày không đi thẳng đi, mày nhảy chi vậy? Cái đâu có điên. Nè, đi thẳng nè, đó, thấy chưa, thấy đi thẳng chưa? Đó, thấy kênh không? Đưa ơi. Ôi. Gì vậy? Ủa, không thấy bộ xương đâu vậy, sao lên nó được vậy? Ờ, mày không thấy bộ xương hả? Lộn, cái này bơ, lộn. Tao đi hồi tao quên luôn. À, tao tưởng như là đi không được. Phải được. Nhưng mà tao nhớ biết trong bí ngô làm gì có xương. Ok, đây là một phút dành cho fan này. Thì fan này lần này là của bạn Trình Đình Cẩm Cấu. Bạn đã vẽ cho mình một cái fan này khi mình chơi cái trò ai là kẻ giết Mario. Hãy. Nhưng mà hình như mình nếu mình đâu có nói con này đâu. What the hell, con Mario là con gì? Trời. Ok, thì cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có fan này thì cứ gửi vô phần kênh nhắn của fanpage thì mình sẽ lựa ra và cho lên video mỗi ngày nhé. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Hi cấu. Con bí ngô ba nó bị con God nhập vô á. Vãi. God ma có xương hả? Chứ sao mày? Ngày tao mới biết á. Muốn sẽ xảy ra hiểu không? Thôi, cho mày đi trước á. Bây giờ mày chọn đi, tao không chọn đâu. Bây giờ để thằng Vami chọn. Ồ, cái thằng này nó làm gì máu me vậy coi. Không biết nữa, trời ơi, nó xăm mình luôn cơ. Xăm chữ subscribe. Ok, hãy subscribe cho Vi lộn cho Kia Phạm và Vami nhé. Rồi, cắp đây nè, cô, bên đây nè. Đâu. Trời ơi, nãy giờ mới lựa chọn được con cái. Cái thằng thứ gì. Con cái màn hình nhỏ. Xong chưa. Rồi, cắp bên phải cũng có cô, cái này nè. Rồi, đi. Cô bên đây nè. Đi. Đó là ba rồi đó. Ừ, mày lừa cao hả? Mày đi là tao mới biết chứ. Ok. Rồi, let's go. Oh, đoạn cuối của đường hầm. Chiêu. Hả? Cái này hay bị dậm xịt của cái này cái đường xịt của con bí ngô nè. Mày nói văn chương văn hóa cái đi. Cái gì mà văn hóa là tao nó xịt đó ba. Đường cái cuối đường đoạn cuối của đường hầm. Nó bí ngô nó ứa nha. Không. Ra ngay con nhện nè. Ủa. Ê sao chỗ này quen quá coi. Chỗ này hình như con nhện này gặp rồi nè. Có cái map của trò gì zombie gì đó. À escape the school á gì. Hospital zombie hospital. Ui da. Ok qua được rồi. Yeah, hay quá. Đi thôi. À, khá quen thuộc. Ê mà. Mày mày đụng vô đi rồi mày sẽ biến thành người nhện đó. À đúng rồi đó. Người nhỏ luôn rồi. Vãi lần. Mày đây. Mày nóng nhất thiệt. Man. Thằng zombie khổng lồ kìa. Đâu. Nè. À. Nhưng mà theo như ta thấy là chỉ còn một đường một duy nhất thôi là vẫn phải nhảy vô miệng nó. Ôi. Con này nhìn quen á cô. Thôi vô đại đi mà quen cái gì nữa. Zombie con nào con đó chả giống nhau. Giống mày á. Nữa. Mày nói giống tao đi hồi chút nữa mày chết nè. Đó là quả báo ấy. Rồi.
Lát nữa tao chết là tao biết nó tao cắn mày á ba. Ê, bây giờ coi mày cá không? Bây giờ coi nhảy từ đây mà coi nhảy bước qua bên kia coi coi không chết á. Rồi nhảy đi. Mà được gì? Hai. Ba, nhảy đi, nhảy trước đi, mày nhảy thử đi. Em bị cá với tao thì mày nhảy đi chứ liên quan gì tới tao ba. Ơi, easy thôi mà. Tao qua được rồi nè. Ồ, cái đầu con. Trời ơi là trời, đi cái đó cũng chết thiệt kìa chứ. Tao đang tính nhảy cho mà nó hụt chân nó trượt xuống luôn chứ. Phải. Ờ, má nó luôn ngay đây luôn chứ. Vô chưa, qua chưa, qua chưa. Waiting for me. One second. Okay. Ok. Bây giờ đi vô trong miệng nó thôi. Ấy. Vô được. Speed run. Ủa gì đây? Speed run, speed run, speed run. Chiu. Ok. Oh wow. Yeah. Easy thôi mà. Trời. Chuyện nhỏ như con thỏ. Yeah, qua được rồi. Tao qua được rồi nè. Mày hãy chạy như một vị thánh đi. Rồi, hay quá, qua được rồi. Có chết mạng nào không? Ủa sao đi hồi vô ống cống là lại xuống dưới kia không vậy? À, sao chỗ nào cũng có dịch hết vậy? Oh man. Bây giờ con không biết là con đang ở đâu luôn á. Ở trong cái ngôi biệt thự này con không biết con đang ở đâu luôn á. Đi rồi sao biết. Ôi cái gì ghê vậy? Đi nhảy đi, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Ok con qua được rồi. Hay rồi, nhảy lên rách luôn. Vãi, mày bị cái gai thọt đít rồi hả? Cái gì? Mày bị gai thọt đít rồi hả? Ủa mày đâu rồi? Tao đây, tao đây. Qua nhanh, qua nhanh, qua nhanh. Đừng để gai, đừng để gai nó thọt đít mày nha. Thốn, thốn. Trời ơi. Lại để bị thọt đít nữa. Ôi thật là thốn. Ghê chưa, ghê chưa. Vị thần. Ok, ra, đi thôi. Tính ra bị kịp như thông mạch. Tốt mày, thông mạch cái nó nhói nhói nhảy cao, dễ sợ cao. Ủa? Ở đâu vậy? Có cát. Con quỷ. Con này con ọt á. Quỷ á, quỷ á. Nó mắt đỏ kìa. Ôi, cái rúng của nó kìa. Ủa rúng hay hẹn họ vậy? Chắc là rúng. Ủa, cái lỗ rúng hay cái gì nguyên cục nhu ra vậy? À, rúng á, rúng á, rúng á. Rúng gì nằm. Ây da. Trời, nó đi qua cái đây mà nó cũng chết nữa thiệt. Tình. Đùa nhau à. Mày tặng, bữa nào mày mua mày tặng tao đôi giày đi ra vậy tao trơn quá. Nhanh lên, nhanh lên. Chân ngoài à. Okay. Ok. Ấy. Ồ, có gì đó nó sai sai nè, sao nước màu xanh này mình đụng không chết mà nước này mình đụng chết là sao ta? Kỳ vậy, sao hư cấu vậy? Sao hư cấu vậy? Thôi có con đường để đi à. Ok. Rồi nhéo luôn, nhéo luôn. Ui, cái con gì mà ghê vậy? Ủa, à, hết hồn luôn. Ủa, coi nhìn dưới xong giờ coi nhìn trên coi mới thấy à. Con gì vậy? Tao không biết. Tao biết là nó làm chi? Ghê vậy? Ủa con này ghê thiệt mày. Bốn con mắt mà không có con nào nằm chung với con nào ấy. Ê tao mày ghép hình tiếp đi. Vô. Hả? Tao mày hụt rồi nó đi. Đó, thấy không? Thấy ghê không? Hai mặt nè, mày sợ chứ con. Mày hay quá, đứng có liên quan gì với nhau đâu. Đây 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 đây. Ủa cái rồi, ở đâu vậy? Ê, có cái mê cung này nè. Rồi. Đường bên phải mày đi. Đấy, đi vô được cái đường này không biết có ngon không nữa. Rồi, hay quá đường cung ơi. Ủa cục luôn rồi. Ừ cô ơi, đi quay lại. Hả? Ăn tiết canh không? Sao? Ăn tiết canh không? Không. Ê lộn đường rồi. Ê con thấy đường ra rồi nè, đây nè, đây nè. Trời ơi làm tao đi như một vị thần. Mày khùng á, mày đi theo tao mày không đi rồi nhưng mày đi đường đó chi. Nữa, lại cuối cùng cũng đi vô cái miệng của con bum bum kinh nữa thì cần vô hai lần rồi đó nha. Quá vô ba lần rồi đó, quá tam ba bận chứ. Trời ơi trời ông ơi, tàn lên. Thiệt cái tình nè. Ok, con qua được rồi nè, mày đâu rồi? Hay là đâu vậy? Ôi, à, trời ơi, sao đường đi nó hẹp như vậy? Hú hồn mém chết. Cái đường đi của nó hẹp lắm á. Hú hồn chi mén. Nhảy đi, nhanh lên, nhanh lên. Đang xe hello. Ôi, cái gì kìa vậy? Ê! Yeah, qua được rồi. Trượt ra khỏi đường ray luôn mày. Mày đâu rồi? Trượt ra khỏi đường ray. Còn nữa hả? Nhảy lên luôn, nhảy. Đó, đúng rồi, đi lên. Đó, đúng rồi. Rồi, ok, đi. Oh, man. Rồi. Ý, hình như là sắp trốn ra được khỏi rồi kìa. Ê, có tiết canh nữa kìa.
Yeah, sắp trốn ra được khỏi chỗ này rồi. Hay quá. Yeah, 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 ra được rồi. Quá hay quá, cuối cùng mình cũng đã. Ủa sao có kẹo đây nữa? Đâu đâu, kẹo đâu, kẹo đâu. Nè, kẹo nè. Có kẹo không mày? Ôi, đủ thứ kẹo luôn. Wow. Yeah, hay quá, mình đã trốn thoát ra được. Thật là hữu quỷ quá đi. Đây là gì đây? Rồi, ok, dần lý đi cô. Ok, thì mình với Kea đã thoát ra được cái ngôi nhà kinh dị này rồi. Thì mình với Kea sẽ dừng video tại đây. Thì bạn nào thích thì nhớ like, share video và nhớ subscribe kênh của mình với Kea để nhận video mỗi ngày nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người.